cho anh buôn xuống là mình ra mình tuột ha. Không sao không sao, cười cười đi cười đi. Ở dưới đó. Rồi đi lên tụt đi. Anh mẹ anh lên đây. Rồi ai đi trước? Khoan đợi xíu. Bây giờ nó ghê không? Nè cái đó ghê không? Đi lên 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 lên. Mẹ có đi. Ai đi trước? Con. À trước đi. Không. Đúng rồi. Rồi trước. Em trước. Mẹ. Ba đi. Ba đi, ba đi, ba nè, ba đi. Ông té rồi. Ông té. Ba đi, ba đi, hai tay ba đi. Làm sao té được mà dính con mà té vậy? Thằng nào lớn hả? Ken đứng vừa luôn Ken. Thôi mình sợ hư quá. Đi mấy đứa ướt máy luôn kìa. Bởi vậy ba nó không sao mà sợ hư sao? Anh nói là cái máy này. Em ở trên mặt nước vì anh không đứng vô cái lên. Bạn. Ở làm kìa. Em bơi kìa. Bơi đi kìa. Ra xa. Ra xa hợp chứ bơi thôi ra xa. Ra xa, ba là mẹ nè, ba là mẹ đi. Ba tới mẹ luôn nha. Con đi ra ngoài nè, lấy trái đó. Ba lại đi, ba lại, nãy quay ngược cái mắt ra ba ra. Ba lại qua mẹ này nha. Qua mẹ nè. Ba lại, qua mẹ đi. Hết thôi, thở ra. Thở ra, biết không? Nè, dính ra, dính ra, bơi đi, hai tay đặt nước. Không sao, không sao. Nè, bơi đi. Không, dịnh ra. Dịnh đưa mặt ra đây nè. Nè, nằm xuống đi, nằm xuống đi, không sao đó. Nhìn này, nhìn này. Ờ, dịnh này, bơi đi, bơi đi. Hai tay bơi đi. Bé em dạ. Ui. Đó, cái gì đó. Nè, nó đi tụt xuống đây, chụp ra. Ui. Đây, hả nè. Rồi, cho tụt xuống, mình đợi nha. Trời ơi. Nè, tụt đây nè. Không Ken. Mét. Đây, được đây, được Ken. 100 mét. Thôi, cái 7 mét. Không sao mẹ đây nè. Mẹ đây nè, tụt xuống. Không xuống. Không xuống lẹ đi, anh hai.